Ok, chào các bạn. Cận tâm đến hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với cái chương trình ôn tủ sâu, hỗ trợ 2K4 tổ môn trước thi. Và hôm nay sẽ là buổi 14, chúng ta sẽ còn một buổi nữa. Và cái buổi 10 năm đấy thì cô Trang Anh sẽ hỗ trợ em vào lúc 11 giờ trưa của cái ngày mùng 8 tháng 7, tức là buổi chiều hôm đấy em có cái bài thi môn tiếng Anh. Thì buổi trưa hôm đấy cô Trang Anh sẽ hỗ trợ em một buổi tổng ôn lại toàn bộ cái phần kiến thức trước thi. Ok, rồi cô chào các bạn. Các bạn thân mến, với cái phần chương trình hôm nay của cô, đó là tủ sâu cầm chắc 9 cộng. Vì vậy mà cái nội dung bài học hôm nay của chúng ta sẽ khó hơn so với cái buổi trước. Chợ không biết là các bạn đã xem qua cái phần tài liệu này chưa? Ok, nhờ, các bạn đã xem qua cái phần tài liệu này chưa em nhỉ? Nhá, nếu như mà như cô Trang Anh bảo ấy ạ, cái buổi tối qua cô Trang Anh dạy những cái phần nội dung đó mà em thấy rằng là tất cả những cái phần đó em ổn hết rồi ấy, nhờ, thì là chúc mừng em đã đạt tới cái mức 8 cộng rồi. Vậy tương tự như vậy với cái buổi học hôm nay của chúng ta, nếu tất cả những cái nội dung mà cô Trang Anh dạy các bạn trong cái buổi học hôm nay này mà các bạn cũng thấy rằng là mình biết hết rồi, thì chúc mừng bạn, bạn đã có thể đạt tới mục tiêu 9 cộng rồi. Ok, bạn thân mến, với cái chương trình chắc là bây giờ các bạn không phải học ở trên trường nữa đâu, đúng không ạ? Bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn ạ. Ok, sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Ok, đợi cô một xíu ạ. Bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn nhé. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi, ok, cô chào bạn Phương Anh ạ. Rồi, cô chào bạn Nguyễn Thu Hương ạ. Rồi, hoan nghênh tinh thần của những bạn mà sáng ra vẫn có thể đặt báo thức để dạy học với cô. Đúng không ạ? Xong chưa, xong chưa? Rồi, cô chào bạn Kim Ngân Phạm. Chúng ta bắt đầu vào học luôn này. Vẫn đang đi học cô ơi à? Trời, sắp thi rồi mà sao vẫn phải đi học là sao ạ? Nha, sẵn sàng rồi phải không ạ? Rồi, cô bắt đầu chữa nhé. Đợi cô một xíu. Ok, em thân mến, với cái phần nội dung mà ôn tủ sâu cầm chắc 9 cộng của mình này, thì nó sẽ có những cái dạng bài sau. Là dạng bài về từ dễ gây nhầm lẫn, dạng bài về từ cùng trường nghĩa, dạng bài về từ vựng nâng cao, dạng bài về thành ngữ, dạng bài về cụm từ. Ok, và hôm nay cô Trang Anh sẽ đi đủ tất cả những cái phần nội dung đó nhá. Trời ơi, trường của các bạn học đến tận hôm nay sao ạ? Trời. Ok, rồi cô bắt đầu này. Ok, bây giờ là 6:06, chúng ta bắt đầu với cái nội dung bài ngày hôm nay của mình nhé. Rồi, cô chào bé Hồ Trường Sơn ạ. Với cái dạng bài từ câu số 1 tới câu số 4 sẽ là dạng bài về phần phát hiện lỗi sai. Với cái dạng bài về phát hiện lỗi sai này, thì nhớ cho cô là ở cái nội dung mà tủ sâu cầm chắc 9 cộng ấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái phần sai về từ vựng. Chợ, nếu như đi thi mà em không có cái ý tưởng cái câu này sai ở đâu, thì em sẽ xác định cho cô xét từng cái phần gạch chân một. Với cái câu số 1 cô có như sau này. Chợ, I love this. Nhợ, general. Cô có cái từ sau. Với cái tính từ. Với cái tính từ là generous, nghĩa là gì? Hào hiệp, hào phóng. Đúng không? Tính từ này hoàn toàn có thể dùng để miêu tả tính cách của con người. Và dịch là tôi rất là thích, tôi rất là yêu cái người đàn ông hào hiệp đó. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng với từ generous không có gì sai cả, đúng không? Tôi rất là yêu cái người đàn ông hào hiệp đó bởi vì, nhớ xem người ta dùng cái liên từ này. Chứ với cái liên từ này,
Dạ sao because cộng với một mệnh đề đằng sau câu có he là chủ ngữ, is là động từ. Vậy B cũng không có gì sai cả, đúng không ạ? Tôi rất là yêu cái người đàn ông hào hiệp này bởi vì ông ấy rất là, bởi vì anh ấy rất là làm sao đấy ạ? Với từ kind là tốt bụng, đúng không ạ? Vậy đây là tính từ nhá. Khi người ta dùng and thì các vế cân nhau. Vậy cô có từ sao? Với từ caring nghĩa là biết quan tâm tới người khác. Vậy thì ý C không có gì sai cả. Chợ do đó cô sẽ thấy ý D của câu này sai với cái từ sau. Cứ có người ta đang dùng cái từ considerable nghĩa là gì? À, đợi cô một xíu, cô sẽ chiếu cái bảng đó cho em. Chợ cái bảng về từ dễ gây nhầm lẫn này thì cô cho anh có chia sẻ với các bạn rồi. Nhớ. Chợ cô có chia sẻ về cái bảng từ dễ gây nhầm lẫn này rồi. Đợi cô một xíu, cô sẽ chiếu cái bảng từ đó cho em. Nhớ. Với cái từ considerable, ok. Chợ với cái từ đó là từ considerable. Đây rồi, ok, cô sẽ thấy là đó chính là cái nhóm từ số 60 này. Nhờ em xem với cô như sau này. Có cái sự khác nhau giữa cái tính từ này, đó là sao này? Với cái từ considerable, nghĩa với cái từ considerable nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là rất là lớn, rất là to tát, nghĩa là đáng kể. Chứ ở trong cái ngữ cảnh câu này đang miêu tả người ông đó, vậy thì mình sẽ không thể dùng cái từ, mình sẽ không thể dùng cái từ considerable được, đúng không ạ? Considerable được. Mà chúng ta sẽ phải dùng cho cô cái tính từ sau. Giờ chúng ta sẽ phải dùng cái từ considerate nghĩa là gì? Nghĩa là ân cần, nghĩa là chu đáo, nhá, nghĩa là thận trọng. Vậy thì ở đây bạn sẽ phải đổi cho cô thành từ sau này, nhá. Đổi cho cô thành từ considerate, nhá, với nghĩa là chu đáo ân cần để miêu tả tính cách của con người. Vậy thì ý D của chúng ta sai. Đổi cho cô thành từ considerate, ok. Được chưa? Nhá. Xong câu số 1 chuyển sang câu số 2. Chợ với cái câu số 2 chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Cô có như sau này. Chợ I need someone. Tôi cần một cái người. Nhớ cho cô như sau này. Đó là người ta bình thường người ta dùng tính từ đứng trước danh từ. Nhưng mà với những cái đại từ bất định thì người ta lại dùng tính từ đứng sau đại từ bất định để bổ nghĩa cho đại từ bất định đó. Cô có từ sau. Cô có từ someone là một ai đó. Đúng không ạ? Tôi cần ai đó mà có thể tin cậy. Nhớ. Để mà take care of, chúng ta có cái cụm từ là take care of, nghĩa là chăm sóc. Vậy B không có gì sai rồi, đúng không? Chăm sóc lũ trẻ trong khi tôi làm việc. Cô có cái cụm từ là be at work, nghĩa là làm việc. Vậy ý D của chúng ta cũng không có gì sai, đúng không? Chăm sóc lũ trẻ, vậy ý C cũng không có gì sai. Do đó, với cái câu này, bằng cái phương pháp loại trừ, cô sẽ suy ra được anh này của chúng ta sẽ là ý A sai. Ý A sai nó sẽ chính là cái nhóm từ số 70... Nhờ 73 này thì cô sẽ có với cái từ sau. Em lưu ý cho cô này, với cái từ người ta dùng từ, người ta đang dùng cái từ dependent, nghĩa là gì? Nghĩa là dựa vào, ỷ lại, phụ thuộc vào. Nhưng mà trong những cảnh câu này không phải là mình phụ thuộc vào, mình ỷ lại vào người ta, mà mình sẽ phải dùng cái từ. Với từ dependable nghĩa là gì? Với từ dependable nghĩa là có thể tin cậy được, có thể trông cậy được. Vậy thì với cái câu này của chúng ta sẽ là ý A sai, và sai về cách dùng từ. Đổi cho cô thành từ, đổi cho cô thành từ dependable. Ok. Rồi, xong câu số 2 chuyển cho cô sang với cái câu số 3. Với cái câu số 3, xem cho cô xem là ý A của mình có sai không. Cô có từ sau. Với cái từ exhausted nghĩa là kiệt sức, đúng không? Exhausted. Vậy xem cho cô xem cái từ này nó có ở trong cái nhóm từ trong bảng của mình rồi nhá. Thế thì muốn biết được từ đấy có sai không, em sẽ căn cứ cho cô thêm từ nữa. Với cái từ research, nghĩa là nghiên cứu. Cái cuộc nghiên cứu thì không thể đi với từ exhausted, nghĩa là kiệt sức được. Không thể miêu tả là cái cuộc nghiên cứu kiệt sức được, đúng không ạ? Nên là ý A của chúng ta có vấn đề ngay. Nhá. Nếu mà nó có vấn đề ngay thì bây giờ em sẽ sửa thành từ gì bây giờ? Đấy nhá. Đúng không ạ? Nó sẽ sửa thành từ gì bây giờ? Em sẽ xem cho cô này. Cái nhóm từ 110 ở trong bảng của chúng ta có hai cái từ dễ gây nhầm lẫn. Cô có từ sau. Người ta dùng cái từ exhausted nghĩa là gì? Nghĩa là thấu đáo, nghĩa là toàn diện, nghĩa là triệt để. Trong khi đó người ta dùng cái từ, dạ, người ta dùng cái từ exhausted nghĩa là kiệt sức. Dạ, vậy thì ở đây nó sẽ có như sau này, dịch là cái cuộc nghiên cứu thì không thể là kiệt sức được, nên là em sẽ phải đổi cho cô thành cái tính từ sau này, đổi cho cô thành cái từ, dạ, đổi cho cô thành từ exhausted nghĩa là toàn diện, đúng không ạ? Là một cái gì, là cái cuộc nghiên cứu toàn diện đấy, là cái cuộc nghiên cứu, đúng không ạ, bao quát toàn diện đấy đã được làm sao carry out, tiến hành, đúng không ạ, về tác động của cái thuốc đó. Thì với câu 3 của chúng ta ý A sai. Sau câu số 3 chuyển cho cô sang câu số 4. Tiếp tục chúng ta sẽ có với cái từ sau này. Với cái từ đó là từ research, nghĩa là nghiên cứu. Nhờ cái cuộc nghiên cứu đó chỉ là rằng
Người ta dùng research, không có gì sai cả, đúng không ạ? Cái cuộc nghiên cứu đó chỉ ra rằng, nhờ tiếp này bạn sẽ xem cho cô xem cái từ này của chúng ta có sai không. Nhờ với cái từ so với từ employees nghĩa là gì? Nghĩa là nhân viên, nhờ công nhân. Vậy bạn sẽ thấy rằng là với từ employees, nhờ nhân viên không có gì sai cả. Bạn nghiên cứu hiện rằng là công nhân gần như là tất cả những người đấy đều rất là chăm chỉ và muốn làm một công việc tốt. Vậy thì với cái câu này cô sẽ thấy ý C này. Chờ ý C với từ almost. Nhờ anh này cô nó có thể là bổ ngữ cho tính từ. Nó có thể là bổ ngữ cho trạng từ. Nó thậm chí nó có thể bổ ngữ cho động từ. Và có thể cho cả danh từ nữa. Nhờ. Vậy thì bạn nhớ cho cô như sau này. Ở đây với cái từ almost, tất cả, ý là tất cả những cái công nhân đó đều rất là chăm chỉ. Vậy thì ở đây cô sẽ thấy được là ở đây cô cần tính từ nhá. Tính từ thì ở đây người ta đang dùng cái từ. Với cái từ industrial nghĩa là gì? Nghĩa là công nghiệp cơ, chứ không phải là chăm chỉ. Vậy thì chắc chắn là ý D của chúng ta sai. Và nó sẽ là sai về cách dùng từ, đúng không? Vậy thì bạn sẽ phải đổi cho cô thành cái từ sau. Nó chính là cái nhóm từ 135 này. Nhá. Với cái nhóm từ 135 này, bạn nhớ này. Cô có cái từ industrial nghĩa là thuộc về công nghiệp. Ở đây mình không thể dùng với nghĩa là thuộc về công nghiệp đây được. Thì đổi cho cô thành từ. Đổi cho cô thành từ industrial nghĩa là gì? Cần cù, siêng năng. Đúng không? Vậy thì với cái câu này, cô sẽ chọn được đáp án là ý D sai. Và sai về cách dùng từ. Chợ lâu lắm rồi cô mới gặp cái bạn Thảo Nhàn nhá. Thảo Nhàn là học sinh từ nhóm chuyên đề 7 của cô. Ok. Đổi cho cô thành từ. Đổi cho cô từ industrial thành industrious. Rồi, xong câu số 4 chuyện cho cô sang câu số 5 này. Cô có câu 5, 6, 7, 8 sẽ là câu kiểm tra kiến thức về thành ngữ. Và với cái phần về thành ngữ này thì các bạn sẽ thừa nhận luôn cho cô nhé. Vậy các bạn làm rồi phải không ạ? Với cái câu này chúng ta sẽ có như sau này. Chợ, xét ngữ cảnh của câu này trước, cô có từ sau. Với cái từ clothes nghĩa là quần áo. Quần áo chắc chắn là cái thứ gì? Chợ, làm quà cho một cái cô cậu trong cái độ tuổi thanh thiếu niên như chúng ta. Vậy thì với câu này em sẽ thừa nhận cho cô một cái cụm từ sau với cái từ là. Chợ, cô có cái từ là safe ghép với từ bet nghĩa là gì? Cả một cái cụm từ sau với cụm từ là be a safe bet nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là một cái thứ mà chắc chắn sẽ phù hợp, đúng không ạ? Là một cái thứ mà chắc chắn sẽ phù hợp, đúng không ạ? Sẽ thành công nhá. Nghe này, nghĩa gốc của cái cụm từ sau. Chợ, cô có cái cụm từ là be a safe bet nghĩa là gì? Là một cái điều mà chắc chắn sẽ thành công, sẽ phù hợp. Vậy thì ở trong ngữ cảnh câu này cô đã dịch là quần áo chắc chắn sẽ là làm quà rất là phù hợp cho một cái cô cậu trong cái độ tuổi thanh thiếu niên, đúng không ạ? Vậy thì ở đây cô sẽ chọn được đáp án là ý B nhá. Xong câu số 5 chuyển cô sang câu số 6. Chợ, với cái câu số 6 cũng tương tự như vậy, cô sẽ xét từ đầu câu số này. Chợ, với anh là because, bởi vì tôi là một gì đấy, cô có từ sau. Với cái từ đó là từ, với từ artist nghĩa là nghệ sĩ, đúng không ạ? Bởi vì tôi là một nghệ sĩ mà tất cả những ai đấy, cô có từ sau. Cô có từ sibling nghĩa là gì? Anh chị em ruột của tôi đều là bác sĩ. Nghĩa dịch là bởi vì tôi là nghệ sĩ còn tất cả anh chị em ruột của tôi đều là bác sĩ. Vì vậy mà tôi luôn phải chịu những cái lời chỉ trích về mình, đúng không ạ? Ở trong tất cả những cái family function. Nhớ cho cô này, chúng ta sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ family ghép với từ function nghĩa là gì? Trong những cái buổi họp, những trong những cái buổi mà gọi là gặp gỡ gia đình, trong những cái buổi mà đoàn tụ gia đình, kiểu như vậy. Giống như kiểu là trong một cái buổi mà tất cả những thành viên trong gia đình quây quần với nhau ấy. Nghĩa là gì ạ? Bởi vì tôi là nghệ sĩ, đúng không ạ? Còn tất cả anh chị em ruột của tôi đều là bác sĩ. Vì vậy mà tôi luôn chịu những cái lời mà gọi là chê bai dè biểu. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thừa nhận cho cô một cụm từ như sau. Chợ, với cái anh là wide ghép với từ open to. Nhờ to something nghĩa là gì? Phải chịu ảnh hưởng, chịu tác động, đúng không ạ? Bị làm sao? Vậy thì cô sẽ chọn được câu 6 là ý D em nhé. Nhờ. Chợ, chúng ta sẽ có với cái anh là wide open to something nghĩa là có khả năng chịu ảnh hưởng bởi cái gì? Nhờ, có khả năng bị làm sao? Là với câu đấy cô chọn được ý D. Xong câu số 6 chuyển sang câu số 7. Cái đoạn này dễ, cô chữa nhanh nhé. Tại sao cô lại bảo đoạn này dễ? Thực ra thì nó chẳng dễ. Nhưng mà cái phần này nó là cái phần mà chúng ta biết là chúng ta chọn ngay mà không biết là chúng ta cũng chọn ngay, đúng không ạ? Vì chúng ta là cái phần này liên quan đến việc là chúng ta phải thừa nhận cái cụm đó nhá. Với cái câu số 7 chúng ta sẽ có như sau. Nhờ cô sẽ có là she. Nhờ cô sẽ có là she has had her. Nhờ chúng ta xét cho cô với cái cụm từ sau. Cô ấy đã có cái gì đấy ạ? Nhờ cô có cái từ fair ghép với từ share. Nhớ này, cô có cái từ fair ghép với từ share. Cả trong cả cái cụm từ sau là cụm từ have. Ok, once. Ở đây sẽ đóng vai trò là tính từ sở hữu nhá. Nhớ.
Cô có cái anh là have one fair share. Ok, nghĩa là gì ạ? Chờ, cô có cái anh là have one fair share of something. Chờ, cái cụm từ này của chúng ta nghĩa là có rất là nhiều cái gì. Và thường cái này sẽ là nhiều cái xấu. Chờ, cái cụm từ của chúng ta nghĩa là có rất là nhiều cái gì và thường là cái xấu. Vậy thì với câu số 7 dịch là cô ấy đã có, đúng không ạ? Cô đã có rất là nhiều những cái gì đấy ạ? Dịch cho cô thêm một từ nữa. Cô có cái từ. Với từ tragedy nghĩa là gì? Nghĩa là những cái bi kịch, đúng không ạ? In her life, trong cuộc đời của cô ấy. Thì là cô ấy đã chịu, đúng không ạ? Cô ấy đã có rất là nhiều những cái bi kịch trong cuộc đời của mình. Chứ vậy với câu số 7, cô chọn được ý à? Thì dịch là cô ấy đã gặp phải rất là nhiều những bi kịch, những biến cố trong cuộc đời. Dịch thoát ra, dịch hay hơn, dịch là cô ấy đã có rất là nhiều những biến cố trong đời. Rồi xong câu số 7, chuyển sang câu số 8. Với cái câu số 8 lại thừa nhận nó như một cụm từ cố định dấu câu. Thừa nhận nói cho cô này. Với câu số 8 phân tích câu này trước. Cô sẽ có cái anh là seem. Cộng với to verb dường như là. Với cái câu này thừa nhận cho cô có cái cụm từ sau này. Với cái anh sau. Với cái anh là get off. The thì bây giờ. Bạn đã biết cái cụm này ạ. Chúng ta sẽ có cái anh là get off the gì ạ? Wrong, ok, food. With somebody, yeah, with somebody, nghĩa là gì đấy ạ? Anh này của chúng ta có nghĩa là, có cái, bắt đầu một cái mối quan hệ không mấy tốt đẹp với ai. Nghĩa là khởi đầu không tốt, nghĩa là tạo một cái mối quan hệ, không êm ả với ai ngay từ đầu. Nghĩa là có cái sự, đúng không ạ, dịch là cái, nghĩa là có, chúng ta sẽ có cái anh là get off the wrong with. Chúng ta sẽ có cái anh là get off the wrong. Với cái anh là get off the wrong foot with somebody nghĩa là gì? Nghĩa là tạo cái mối quan hệ với ai mà không được tốt đẹp ngay từ đầu. Thế còn nếu là with something thì nó sẽ có nghĩa là có một cái khởi đầu không mấy suôn sẻ. Có một cái khởi đầu xui xẻo. Kiểu như vậy. Hoặc là có một cái khởi đầu không tốt. Vậy thì ở đây cái vế đằng sau cô là với sếp mới. Vậy nó sẽ phải theo cái kiểu là có một cái mối quan hệ không tốt ngay từ đầu. Vậy dịch là tôi dường như có cái mối quan hệ không tốt với sếp mới ngay từ đầu. Vậy thì với cái câu này cô chọn được câu 8 là ý C. Xong câu số 8 chuyển cho cô sang câu số 9 này. Từ câu số 9 tới câu số 12 sẽ là phần kiến thức về phần cụm động từ. Với cái kiến thức về cụm từ thì những cái câu này cô cho anh lấy từ trong đề thi chính thức của các năm ra. Cô sẽ có như sau này. Cô có từ company nghĩa là công ty, đúng không ạ? Ghép với cái từ sau, ghép với từ management nghĩa là quản lý. Phải dịch là ban giám đốc công ty hoặc là quản lý công ty. Quyết định rằng chúng ta có cái cấu trúc như sau. Cấu trúc là decide to do something, quyết định làm gì, đúng không? Vậy là công ty đã quyết định tuyển thêm nhân viên để mà làm sao? Để mà có thể kịp cái tiến trình sản xuất. Cô có từ production nghĩa là sản xuất. Sự sản xuất. Chợ ghép với cái từ sau này. Ghép với cái từ đó từ. Với từ schedule nghĩa là gì? Nghĩa là lịch trình. Vậy thì với câu dịch hoàn chỉnh là ban quản lý của công ty đã quyết định tuyển thêm nhân viên để mà tuyển thêm công nhân để mà kịp cái tiến trình sản xuất. Vậy thì ở đây cô sẽ không chọn ý D. Bởi vì sao? Với cái cụm động từ make up nghĩa là trang điểm, nghĩa là quyết định, nghĩa là dựng chuyện, nghĩa là làm hòa, nghĩa là bịa đặt, rất là nhiều nghĩa. Đó không ạ? Nghĩa là chiếm tỷ lệ bao nhiêu nữa. Vậy thì cô sẽ không dùng ý D vì tất cả những nghĩa đó không có nghĩa nào ghép được với ngữ cảnh của câu này cả. Thế còn ý C với cái anh là take over nghĩa là tiếp quản, chiếm đoạt. Vậy cô sẽ không chọn ý C. Thế còn ý B với cái anh là make out nghĩa là gì? Với cái cụm động từ make out nó sẽ bằng những cái từ sau này. Bằng với cái từ claim nghĩa là khẳng định, nghĩa là tuyên bố. Đó ạ. Nó bằng với cái từ sau này, bằng với cái từ distinguish nghĩa là phân biệt. Bằng với từ distinguish. Nó sẽ bằng với từ identify. Identify nghĩa là nhận ra, nghĩa là xác định. Đó ạ. Vậy tất cả những nghĩa đó đều không phù hợp với ngữ cảnh câu này. Vậy thì cô sẽ chọn được yeah với cái anh là take on. Với cái anh là take on bằng với từ hire nghĩa là gì? Thuê mướn. Ngoài nghĩa là thuê mướn ra nó nghĩa là đảm nhiệm nữa. Vậy thì với cái câu số 9 này cô chọn yeah với nghĩa là thuê mướn. Rồi sau câu 9 chuyển cô sang câu số 10 này. Với cái câu số 10 em xét ngữ cảnh câu này trước, cô có từ sau. Cô sẽ có cái từ là disappointed nghĩa là thất vọng.
Thì ở đây từ disappointed là thất vọng. Thì ở nhớ cho cô về cái cấu trúc sau này. Thì ở cô sẽ có từ disappointed đi với giới từ at. Thì ở đi với giới từ about. Ok. Thì ở đi với cái giới từ by. Nhớ. Thì ở nghĩa là thất vọng. Thất vọng về cái gì vậy dịch à? Vì rất là thất vọng vì không có được công việc đó. Nhưng mà anh ta sẽ sớm vượt qua thôi. Nhờ vậy thì ở đây cô sẽ không dùng ý với cái anh là take on, với nghĩa là đảm nhiệm hoặc là thuê mướn. Nhờ. Thế này cô sẽ có ý B với cái anh là get over, bằng với anh sau này. Chứ bằng với cái anh là recover from, nghĩa là bình phục, hồi phục, vượt qua. Vậy thì với câu số 10, cô chọn được câu đấy là ý B. Thế còn ý C thì sao? Ý C với cái cụm động từ sau. Với cái anh là go through nghĩa là gì? Go through nghĩa là thông qua một cái luật lệ, là thông qua một cái bản hợp đồng. Nhớ. Ngoài ra thì go through còn nghĩa là gì? Nghĩa là kiểm tra xem xét kỹ lưỡng cái gì, nghĩa là cân nhắc cái gì đó. Đó không ạ? Rồi vậy thì với cái ngữ cảnh câu này cô sẽ không chọn ý C được nhá. Ý D thì sao? Ý D với cái anh đó là anh come over nghĩa là gì? Chứ với cái anh come over nghĩa là bỗng nhiên cảm thấy như thế nào, đúng không? Đột nhiên cảm thấy như thế nào. Nhá. Được không ạ? Rồi, ngoài ra thì chúng ta còn cái cụm từ là come over to, nghĩa là gì? Nghĩa là đến một cái nơi nào đó, đặc biệt là đến nhà của người ta, đến thăm người ta trong một khoảng thời gian ngắn. Đó. Vậy tất cả những cái ngữ cảnh đó đều không phù hợp. Nhớ, tất cả những cái ngữ nghĩa đó đều không phù hợp với ngữ cảnh câu này. Vậy thì với câu 10, cô chọn được ý B. Sau câu số 10, chuyển cô sang câu 11. Câu 11 dịch à? Khi mà giám đốc của công ty nghỉ hưu thì phó giám đốc thay thế cái vị trí đó. Chờ, vậy thì với cái nghĩa là thay thế, cô sẽ không chọn ý C. Tại sao cô lại không chọn ý C? Bạn nào biết nghĩa của cái cụm động từ này không ạ? Với cái anh sau, với cái anh là catch on, bằng với anh sau ấy, bằng với cái anh là become popular, nghĩa là gì? Trở nên phổ biến, trở nên nổi tiếng. Nhờ vậy thì cô sẽ không chọn ý C. Rồi, thế còn ý D của chúng ta thì sao? Chờ, ý D với cái anh là hold on, nghĩa là gì? Nhớ. Chợ với cái anh là hold on nghĩa là gì? Nghĩa là cầm chắc, nghĩa là nắm chắc, đúng không ạ? Hold on có cái nghĩa thứ nhất, hold on bằng với từ là wait, nghĩa là đợi. Chợ ngoài với nghĩa là đợi ra thì nó còn nghĩa là sống sót trong, nghĩa có thể sống sót được trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn hoặc nguy hiểm. Chợ ngoài với nghĩa là sống sót trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là nguy hiểm ra thì cái anh hold on của chúng ta còn nghĩa là nắm chắc, nghĩa là giữ chặt, kiểu như vậy. Ví dụ như kiểu là mình có một, mình đèo một bạn ngồi sau thì mình bảo là ôm chắc nhé, tớ tăng tốc đây, tớ tăng ga đây, đúng không ạ? Ngoài ra cái anh hold on của chúng ta nghĩa là đợi, cho kiểu đợi điện thoại. Ví dụ như là mình gọi điện đến nhà và bạn gái gặp phụ huynh bảo là bác ơi cho cháu gặp bạn đấy chẳng hạn, thì bác bảo là đợi nhé, tức là giữ máy, đúng không ạ? Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ý D cũng không phù hợp. Vậy cô sẽ chỉ còn ý A hoặc là ý B mà thôi. Bây giờ xét cho cô xem là cái anh Stanford nghĩa là gì. Nhớ xét cho cô này. Với cái anh Stanford nghĩa là gì đấy ạ? Với cái từ Stanford nghĩa là viết tắt của cái gì? Được không ạ? Ví dụ như cô sẽ có như sau. Ví dụ như cô sẽ có từ UN là viết tắt của tổ chức Liên Hợp Quốc, đúng không ạ? United Nations. Nhớ rồi. Nhớ, ngoài cái nghĩa là viết tắt của ra, nhớ, thì cái anh Stanford nghĩa là đại diện cho, tượng trưng cho, đúng không ạ? Vậy cả hai nghĩa này đều không phù hợp. Chờ, vậy thì với câu này cô sẽ chọn ý B với cái anh là take over, nghĩa là tiếp quản vị trí. Nhờ. Vậy thì với câu 11 cô chọn được ý B. Số 11 chuyển cô sang câu số 12. Câu 12 dịch là ứng viên được yêu cầu là điền vào cái mẫu đơn đấy. Nhờ, vậy thì với câu này dịch là ứng viên được yêu cầu điền vào mẫu đơn. Vậy thì cô sẽ không dùng cái anh là show up. Chờ, cô sẽ có cái anh là show up bằng với cái anh là turn up, nghĩa là gì? Nghĩa là đến, nghĩa là xuất hiện. Chờ, nó sẽ bằng với động từ là arrive. Ok, nên cô sẽ không chọn ý B nhá. Rồi tiếp này, với cái câu số 12, bây giờ cô sẽ còn ý A được và ý D. Chờ, ý A của chúng ta với cái từ sau. Nào xem này, cô có cái từ đó là từ, với cái từ là fill, ok. Với cái từ là fill, dạ, chúng ta sẽ có như sau. Với cái anh là fill out, nghĩa là gì đấy ạ? Chờ, với cái anh là fill out, nghĩa là mập lên, nhớ ạ? Nghĩa là làm sao đấy, là mập lên, đúng không ạ? Thế nhá. Rồi tiếp này, ngoài cái nghĩa là mập lên ra thì nó sẽ còn cái nghĩa nữa, đó là hoàn thành một cái mẫu đơn. Nhờ, nếu mà nó mang nghĩa là hoàn thành một cái mẫu đơn, nhờ, thì nó sẽ bằng với cái từ là phải, đúng không ạ? Rồi tiếp này, cô sẽ có ý D của chúng ta với cái anh sau. Nhớ, bây giờ có bạn đang cân nhắc là không biết là ai D, đúng không ạ?
Thế này, ý D chúng ta sẽ có cái anh là handing. Thì trong cái cấu trúc sau này, chứ là cô sẽ có cái anh là handing something. Nhờ với cái anh là handing something to somebody, nghĩa là nộp cái gì tới ai. Chứ vậy thì ở đây chúng ta sẽ có như sau này. Ứng viên được yêu cầu cái mẫu đơn cho cái phòng tiếp nhận, đúng không ạ? Vào ngày 25 tháng 7. Vậy thì ở đây nếu như bình thường chỉ dừng lại cái chỗ mẫu đơn thôi thì em sẽ chọn ý A. Nhưng mà đây là nộp cái mẫu đơn đó tới cái văn phòng tiếp nhận này. Vậy thì cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta sẽ phải là D chứ không phải A. Nhớ nhớ này, câu này trong đề thi chính thức đấy. Nên là em cẩn thận là có thể một cái câu nó dễ như này mà chúng ta vẫn có thể sai do chúng ta đọc không kỹ đầu bài. Nhớ ạ. Thế còn ý C thì sao? Chứ ý C với cái cấu trúc là với cái cụm từ là pass somebody over nghĩa là gì? Nghĩa là phớt lờ đi, không chú ý tới ai, nghĩa không thăng tiến cho người ta, mặc dù là người ta xứng đáng. Nhớ. Vậy thì với cái câu số 12, cô chọn được câu đấy là ý D thôi. Đó các bạn. Rồi xong câu số 12, chuyển cho cô sang với câu số 13. Từ câu số 13 tới câu số 16 sẽ là phần về từ cùng trường nghĩa. Nhớ. Cái phần về từ cùng trường nghĩa này thì cô Trương Anh có làm cái phần video bổ trợ rồi nhá. Chợ với cái câu số 13 đầu tiên với cái dạng bài về từ cùng trường nghĩa ấy, thì em sẽ phải xét về cái ngữ cảnh của câu trước. Nhớ dịch cái rồi. Chính phủ cần phải focus on. Chúng ta sẽ có cái cụm từ là focus on, tập trung vào, đúng không ạ? Chính phủ lại cần phải chú trọng vào gì cả? Chính phủ cần phải chú trọng vào những cái loại nhà ở mà nó tiết kiệm năng lượng, đúng không ạ? Đặc biệt là nước. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn được anh gì bây giờ? Nhớ xét cho cô này. Cái nhóm từ này nó rất là quen thuộc, đúng không ạ? Nó rất là quen thuộc luôn này. Thì cô sẽ có ý D với từ sau. Với từ maintain nghĩa là gì? Nhớ với từ maintain nghĩa là duy trì. Duy trì cái gì đó ở trong cái trạng thái, đúng không ạ? Vốn có của nó. Nhớ xem cho cô này. Đợi cô một xíu, cô sẽ chiếu cho em cái nhóm từ đó luôn này. Ở chợ thì cô cho anh sẽ nhờ cô cho anh sẽ chiếu cái phần đó luôn thì các bạn sẽ xem trực tiếp vào cái phần lý thuyết này luôn nhé. Với cái nhóm từ mang nghĩa là bảo tồn trang 29, cái phần này thì cô nhớ là cô có quay video bổ trợ và cô cũng có livestream rồi, đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ phân biệt cho em sự khác nhau giữa những cái từ, bắt đầu bằng cái từ đầu tiên đó chính là từ. Với từ maintain nghĩa là gì? Nghĩa là bảo trì, nghĩa là giữ cho cái gì đó như là nhà, đường, máy móc ở cái tình trạng tốt bằng cách kiểm tra tu sửa thường xuyên, vậy nghĩa là bảo trì. Ngoài nghĩa là bảo trì ra nghĩa là duy trì điều gì đó để nó tiếp tục giữ được cái vị thế, trình độ, trạng thái. Vậy trong ngữ cảnh câu này thì nó sẽ không phải là như ta sẽ không dùng cái từ maintain đi với cái nguồn tài nguyên cả. Nên là cô sẽ bỏ ý đây. Được rồi. Rồi tiếp này cô sẽ xét đến với cái từ sau. Nhờ với cái động từ. Với động từ preserve nghĩa là gì? Nghĩa là giữ cho một cái gì đó, thường là một cái giá trị ở cái tình trạng ban đầu, tình trạng tốt nhất gì cả. Với cái động từ preserve nghĩa là giữ cho một cái gì đó, thường là những cái có giá trị ở nguyên cái trạng thái ban đầu của nó, ở trong cái tình trạng tốt nhất, đúng không ạ? Bằng cách không thay đổi, thậm chí không sử dụng đến nó, bởi vì một khi nó bị mất đi thì không thể có cái thứ khác để thay thế. Vậy thì ở đây với cái nguồn tài nguyên thì không thể nói rằng là giữ nguyên cái nguồn tài nguyên đấy không sử dụng gì cả được. Nên ý C của mình không phải. Thế này cô sẽ còn ý B và ý A. Chờ ý B với cái động từ sau, với động từ reserve nghĩa là gì? Chờ với cái anh là reserve nghĩa là giữ bàn, đúng không ạ? Giữ chỗ, giữ phòng để nó không bị người khác sử dụng, đúng không ạ? Hoặc là không bị sử dụng cho mục đích khác. Vậy thì ở đây nó sẽ không thể dùng với nghĩa là giữ cái nguồn tài nguyên kia được, đúng không ạ? Để nó không bị sử dụng bởi ai khác hoặc với mục đích khác được. Vậy thì bằng phương pháp loại trừ, câu 13 cô chọn được câu đấy là ý A nhá. Ý A của chúng ta với cái động từ sau này, với động từ là conserve nghĩa là gì? Nhớ xem này. Với cái anh là conserve nghĩa là giữ, nghĩa là sử dụng cái gì đó càng ít càng tốt để nó có thể sử dụng được lâu dài. Nhớ. Nghĩa là giữ gìn, bảo vệ, sử dụng cái gì đó, đúng không ạ? Để nó làm sao? Để nó không bị hư hại, không bị lãng phí, vì nếu bị sử dụng hết thì sẽ không có thứ khác để thay thế. Xong câu số 13 chuyển cho cô sang câu số 14. Chợ với câu 14 dịch là nhân viên lễ tân bảo nhờ xin tôi, nhờ với cái anh là ask for nghĩa là xin. Nhân viên lễ tân xin cái thông tin chi tiết của tôi. Thông tin chi tiết nhờ gì ạ? Nhân viên lễ tân xin cái thông tin cá nhân chi tiết của tôi như là tên này, đúng không ạ? Như là ngày tháng năm sinh này, như là nơi sinh này, đúng không ạ? Và trình độ học vấn. Vậy tất cả những cái đó nó gọi là cái thông tin cá nhân,
Nhờ. Với cái thông tin cá nhân thì em sẽ chọn được cho cô cái từ gì bây giờ? Nhờ. Để xem cô ấy, đây cũng là một cái nhóm từ cùng trường nghĩa. Vậy em sẽ dùng nó với cái anh nghĩa là gì? Em sẽ dùng với cái anh gì bây giờ? Nhờ ạ. Đợi cô một xíu, cô sẽ chiếu cái phần thông tin đó cho em. Nhờ. Được chưa? Với cái nhóm từ mang nghĩa là cá nhân này, nhờ em sẽ xem cho cô như sau này. Với cái nhóm từ mang nghĩa là cá nhân này, em sẽ xét cho cô với cái từ đầu tiên. Với cái từ personal nghĩa là gì? Nghĩa là của ai đó chứ không thuộc về hay liên quan tới bất cứ người nào khác. Đó ạ. Thường nó sẽ đứng trước danh từ. Nhớ vậy thì ở đây nó mang nghĩa là của mình, của cá nhân mình, đúng không ạ? Những cái thuộc về cá nhân mình mà nó không có liên quan tới, không thuộc về người khác. Những cái mà chỉ cá nhân mình thôi, đó là tên này, đúng không? Ngày tháng năm sinh của mình nhá. Vậy thì với cái câu số 14 này cô sẽ chọn được ý B. Nhờ, thế cô sẽ phân biệt cho em những cái từ khác này với cái từ ý A của chúng ta, với từ single nghĩa là gì? Nghĩa là độc thân, đúng không? Tức là vẫn ở vậy, một mình chưa kết hôn. Ngoài cái nghĩa đó ra, nếu mà nó được sử dụng trước danh từ thì nó nghĩa là nhằm mục đích sử dụng bởi một người, ví dụ như là giường đơn, đúng không ạ? Mà nghĩa là đơn nhé. Ở chợ, ngoài hai cái từ đấy ra, cô sẽ phân biệt tiếp cho em hai cái từ còn lại nữa với cái từ ý C này, với cái từ individual nghĩa là gì? Nghĩa là được coi là một cá thể, một cá nhân riêng biệt trong một nhóm, đúng không ạ? Vậy thì với cái từ đó là từ individual nghĩa là gì? Nghĩa là cá nhân. Cá nhân theo cái kiểu là được coi là một cá thể, một cá nhân riêng biệt. Vậy thì với cái anh này của chúng ta theo cái kiểu là dùng cái từ này trong kiểu như là hoạt động cá nhân ấy, làm việc theo kiểu là một mình, theo kiểu là như chúng ta hay có là trong bình thường giáo viên trên lớp em hay nói cái câu là người ta, giáo viên em hay nói câu là work in individual, nghĩa là gì? Làm việc theo một mình, đúng không ạ? Ngược với nó sẽ là work in pair hoặc là work in group. Ok. Thế còn ý D của chúng ta thì sao? Cho ý D với cái tính từ sau, với cái từ đó chính là từ separate. Với từ separate nghĩa là gì? Nghĩa với cái từ separate nghĩa là độc lập, nghĩa là tồn tại riêng rẽ. Đấy nhá. Nhờ, ví dụ như là Jack và Sophie đã bắt đầu ngủ ở phòng riêng, tức là mỗi ông ngủ một phòng riêng độc lập, đúng không? Không chung với nhau. Vậy thì với cái câu số 14 cô chọn được ý B rồi. Sau 14 chuyển cô ra câu 15 này. Cái nhóm từ công việc là một nhóm từ rất là thông dụng, và nhóm này cũng sẽ thường có khả năng sẽ thi vào. Nhưng cô sẽ có như rồi: chúng tôi đã hoàn thành trang trí cái trên tầng rồi, nhưng mà dưới tầng thì vẫn còn một số phần việc phải làm. Chúng tôi đã trang trí xong trên tầng rồi, nhưng mà dưới tầng vẫn còn một vài phần việc phải làm. Thì với cái câu số 15 này, em sẽ chọn cho cô được từ gì bây giờ? Ok. Với cái từ mang nghĩa là công việc này, thì em sẽ chọn cho cô được từ gì bây giờ đây ạ? Ok. Nào, bạn nào làm cho cô được câu này ạ? Bằng tất cả sự hiểu biết của em, bạn nào có thể xem cho cô được là với cái câu này, em sẽ dùng từ gì bây giờ? Nhờ ý A với cái từ sau này. Nhờ ý A với cái từ đó là từ... với từ profession nghĩa là gì? Chứ khi mà người ta dùng cái từ profession thì người ta muốn ám chỉ tới cái nghề nghiệp, nó là một cái loại công việc cần đào tạo hoặc có kỹ năng đặc biệt. Đặc biệt là những cái loại công việc mà cần trình độ học vấn cao. Đấy nhớ. Vậy thì ở đây em lưu ý cho cô như sau này. Cái công việc này nó là danh từ đếm được. Vậy nếu danh từ đếm được mà nó đi với từ some thì nó phải có S đã. Đấy là về mặt hình thái nhá, đúng không ạ? Nhờ, hơn nữa này, với khi mà người ta dùng cái từ, nhờ người ta dùng cái từ profession là công việc đòi hỏi có trình độ học vấn cao ấy, thì trong ngữ cảnh câu này là chúng tôi trang trí xong trên tầng rồi, thế còn dưới tầng thì vẫn cần một vài phần việc nữa. Thế cái này nó không liên quan gì đến công việc có trình độ cao ở đây cả, nên cô sẽ loại trừ à, đúng không ạ? Tiếp này, cô sẽ có ý D cô xác định trước nhá, đúng không ạ? Ý D của chúng ta với cái từ sau, với từ occupation nghĩa là gì? Xem cho cô này. Với cái từ occupation nghĩa là nghề nghiệp, thường ám chỉ tới nghề nghiệp mà gắn liền với cuộc đời của một người. Và thường cái từ occupation sẽ được sử dụng trong cái chức danh nghề nghiệp. Ví dụ như kiểu là trong những cái sơ yếu lịch của em ấy, thì nó sẽ có cái mục là occupation này. Và cái mục đó em có thể điền là giáo viên, bác sĩ, sinh viên kiểu như vậy. Nhớ là occupation sẽ được sử dụng trên những cái biểu mẫu văn bản chính thức. Và nó cũng là danh từ đếm được. Vì nó là danh từ đếm được mà đi với từ some thì nó phải có S. Vậy thì cô sẽ bỏ được ý D. Nhờ, vậy thì cái điểm mấu chốt của câu này của chúng ta chính là cái từ sau cơ ạ. Đó chính là cái từ.
là cái từ sum nhá. Vậy thì ở đây cô sẽ còn hai cái từ, đó là từ job và từ work. Em nhớ cho cô như sau, cả hai từ này đều mang nghĩa là công việc, nhưng nhớ cho cô như sau. Với cái từ là job, nó là danh từ đếm được. Vậy nếu đi B sum thì nó phải có S, nên ý B của cô sai. Do đó, với cái câu này cô sẽ chọn được ý C với cái từ là work, ok? Em nhớ cho cô là work là danh từ không đếm được. Thế còn nếu nó là danh từ đếm được, nó là danh từ không đếm được, nó mang nghĩa là công việc. Thế còn nếu là danh từ đếm được, nó mang nghĩa là tác phẩm nghệ thuật hoặc là công trình nghiên cứu nhá. Thế là với câu 15, cô chọn được câu đấy là ý C. Chờ, xong câu số 15, chuyển cô sang với câu số 16. Chờ, với cái câu số 16, cô nhớ không nhầm thì cái câu này cô cho anh có dạy trong livestream rồi, đúng không ạ? Chờ, dịch là đoán xem hôm qua tớ gặp ai. Nhờ, bạn sẽ có, bạn được phép đoán 3 lần. Là đoán xem hôm qua mình gặp ai. Nhờ, cậu được phép đoán 3 lần. Vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ phải xét trong cái nhóm từ mang nghĩa là dự đoán nhá. Hiện tại bây giờ cô Trang Anh đang gọi là tăng tốc quay cái phần từ cùng trường nghĩa để mà tủ sâu cho anh chị 2K4. Thế còn nếu mà sau này 2K4 thi xong, cô Trang Anh sẽ quay lại từ đầu hỗ trợ các bạn 2K5, 2K6 với cái chương trình từ cùng trường nghĩa này. Ok. Với cái nhóm từ mang nghĩa là dự đoán, nó có mấy từ này thôi. Nhớ xem cô này. Xem cho cô với cái từ prediction chưa nhá. Từ cái gốc từ của chúng ta là động từ predict, ok? Vậy chuyển cho cô thành cái danh từ, đó là từ prediction, nghĩa là gì? Đúng không ạ? Nào xem cho cô xem này. Với cái từ sau em nhìn cho cô vào trong bảng, cô có cái danh từ là, với từ prediction nghĩa là gì? Là cái lời dự đoán về việc mà bạn nghĩ sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mang nghĩa là hành động dự đoán về tương lai. Vậy em có thể nhớ cho cô trong đầu với cái từ prediction nghĩa là dự đoán về tương lai. Đúng ạ. Vì ở trong cái ảnh câu này dịch là đoán xem hôm qua mình gặp ai, cậu được phép đoán 3 lần. Vậy là đây nó không phải đoán về tương lai mà đoán về hiện tại, nên cô sẽ không chọn ý B. Đó ạ. Rồi tiếp tục này. Thực ra thì có rất là nhiều bạn bảo với cô là em không phân biệt được cái sự khác nhau từ cùng trường nghĩa này. Thì thực ra em phải hiểu rằng là bản chất của từ cùng trường nghĩa, đúng ạ, nó là những cái nét nghĩa của nó đã xem nhau rồi, và em sẽ phải phân biệt nó qua ngữ cảnh của câu cơ, qua cái từ ngữ cảnh cụ thể cơ nhá. Rồi chúng ta sẽ có ý C thì sao với cái từ sau. Giờ cô có cái từ forecast nghĩa là gì ạ? Với cái từ forecast nghĩa là dự đoán về việc sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mà nó sẽ khác với cái từ prediction. Nhờ, cái dự đoán này dựa trên những cái thông tin hiện có để mà mình phát triển, mình đoán nhá. Thế còn với cái anh là prediction là mình đoán về tương lai, nhưng mà mình đoán theo cái kiểu là mình không có căn cứ cơ sở gì cả. Vậy thì ý C của chúng ta cũng không phù hợp, vì cả B và C đều là dự đoán về tương lai, nhưng mà ý C là dự đoán về tương lai trên cái cơ sở hiện có mình phát triển ra nhá. Nên là B, C cô loại rồi. Bây giờ cô chỉ còn ý D hoặc ý A thôi. Mình loại trừ tiếp cho cô. Nhưng em nhớ cho cô như sau này. Cô Trang Anh có chuẩn bị, ví dụ kể cả học sinh nhóm kín của cô Trang Anh ấy, cô cũng có chuẩn bị cho em 50 câu từ cùng trường nghĩa đó. Nhưng mà em nhớ cho cô như sau này, trong cái nhóm từ cùng trường nghĩa đấy nó có thể nhiều hơn 4 từ. Nên mà trong cái bài tập trắc nghiệm ấy thì cô chỉ thể hiện được có 4 phương án thôi. Điều đó có nghĩa rằng là có những cái phương án, có những cái từ trong cái nhóm từ cùng trường nghĩa cô không thể hiện vào trong cái đáp án đó, không trình bày, không đưa được vào trong đáp án đó. Vì vậy mà cái cách an toàn nhất ấy thì em lên xem cái phần video bổ trợ mà cô quay về phần từ cùng trường nghĩa. Thì trong cái video bổ trợ đó cô phân biệt tất cả những từ, đề phòng rằng là có thể nó vẫn trúng vào cái nhóm từ cùng trường nghĩa đó, nhưng mà cái phương án của bộ nó sẽ ra những cái từ mà nó sẽ không trùng với cái phương án mà cô đã soạn bài tập cho em nhá, được không ạ? Với cái câu này cô sẽ có ý D của chúng ta với cái từ sau. Với cái từ diagnosis nghĩa là gì? Chứ với từ diagnosis nghĩa là hành động phát hiện ra hoặc xác định ra nguyên nhân chính xác của một căn bệnh gì đó, đúng không? Mà nghĩa là chuẩn đoán. Và ý D của chúng ta nó có một mình một nghĩa, đó là chuẩn đoán bệnh. Vậy thì ở cái ngữ cảnh câu này mình sẽ thấy rằng là BCD không phù hợp rồi. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý A. Vậy ý A dùng với nghĩa là gì? Cô có từ sau. Với cái từ là guess, nghĩa là gì? Cố gắng đưa ra một câu trả lời hoặc một ý kiến khi mà bạn không chắc chắn là bạn có đúng hay không, theo kiểu là đoán mò thôi, đúng không ạ? Đoán mà không có căn cứ cơ sở gì cả. Vậy thì với câu 16, cô chọn được ý A. Rồi cô sẽ có từ câu số 17 tới câu số 20 sẽ là phần về cụm từ cố định. Rồi với cái phần cụm từ cố định thì phần này nó rất là dễ. Nhà em sẽ chỉ cần căn cứ cho cô bằng cái từ trong câu để mà em có thể kết hợp được nhá. Với cái câu số 17 em sẽ căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ suggestion, nhờ chúng ta sẽ có cái cụm từ cố định, đó là từ make, ghép với từ suggestion nghĩa là gì? Đưa ra những gợi ý.
Vậy thì với câu 17 cô chọn được ý C nha. Xong câu số 17 chuyển cô sang câu số 18. Đoạn này rất là dễ, cô chữa nhanh cho em. Để lát nữa cô sẽ dành thời gian chữa sâu ở cái phần từ vựng nâng cao nhé. Với câu số 18 căn cứ cho cô bằng từ effort, chúng ta sẽ có cái cụm từ cố định là cụm từ make effort. Ok, với cái cụm từ đó là cụm từ make effort to do something. Cố gắng nỗ lực hết sức để làm gì? Chính phủ đã cố gắng hết sức để mà ngăn chặn cái sự lây lan nhanh chóng của Covid-19. Vậy thì với cái câu số 18 cô chọn được ý B. Em nhớ cho cô như sau này, ngoài nó đi với cái động từ là make ra, nó có thể đi với động từ là put, nghĩa là gì? Với ngoài ra nó có thể đi với động từ là put, ghép với từ effort, nghĩa là gì? Nghĩa là dồn cái sự, đúng không? Dành cái sự nỗ lực vào cái việc gì? Đúng không? Thì với cái anh là put, ghép với từ effort, nó sẽ đi với giới từ into ở phía sau. Dồn cái sự cố gắng nỗ lực vào việc gì? Đó không ạ? Xong câu số 18, chuyện cô sang câu 19. Với cái câu số 19, chúng ta sẽ có một cái cụm từ cố định là cụm từ do something, for a living. Nghĩa là gì? Nghĩa là làm cái gì đó để kiếm sống. Vậy thì với câu 19, cô chọn được ý xe. Chỗ này dễ chữa nhanh. Sau câu số 19, chuyện cô sang câu số 20. Chuyện với cái câu số 20 cũng là một câu về cụm từ cố định. Em lưu ý cho cô này. Chuyện với cái câu số 20, em nhớ cho cô là riêng cái bài về cụm từ cố định ấy. Dấu hiệu nhận biết đó là người ta sẽ thường cho em những cái động từ nó rất là đơn giản đó. Và em phải đoán chắc chắn là người ta sẽ không cho em cái bài tập mà xác định theo kiểu là nghĩa của từ nha. Và với cái dạng bài về từ cụm từ cố định này, em sẽ xét cho cô xem cái danh từ trong câu cô có từ sau. Chỉ là căn cứ bằng từ sau này, căn cứ bằng từ deadline, nghĩa là hạn, đúng không ạ? Nghĩa là tiến độ. Vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ có cái cụm đó là cụm từ meet, ok, hoặc là miss, hai một trong hai từ này nhé. Đi với cái từ sau này, đi với cái từ với từ deadline. Với cái anh là meet ghép với từ deadline nghĩa là kịp tiến độ, nghĩa là kịp hạn. Thế còn nếu đi với từ miss nghĩa là gì? Nghĩa là bị lỡ, không kịp, đúng không ạ? Dịch là học sinh rất lo ngại rằng họ sẽ không thể kịp cái tiến độ cho bài tập này được, đúng không ạ? Không kịp giao, không kịp làm bài tập để hoàn thành được. Vậy với câu 20 cô chọn được ý A. Xong câu số 20 chuyển cô sang câu số 21. Trở với cái câu số 21, đây từ câu số 21 đến câu số 24 sẽ là phần từ vựng nâng cao. Trở với cái phần này thì em sẽ phải xét cho cô cái lết nghĩa thứ hai, thứ ba, những cái lết nghĩa mà em phải xác định rằng là nó sẽ là những cái từ, những cái lết nghĩa mà nó sẽ không thông dụng, đúng không ạ? Với cái câu số 21 có bạn nào làm cái bài này chưa? Nói chung là cái phần này tra từ điển là mình làm được hết đấy mà, đúng không ạ? Cô có cái từ sau. Yeah, với từ scratch nghĩa là gì? Nghĩa với cái từ là với cái từ scratch nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là với cái này có nghĩa là nhợ với nghĩa là nhợ là cắt móng tay, đúng không ạ? Mang nghĩa là mài rũa móng tay nhợ. Nhợ ngoài với nghĩa là mài rũa móng tay ra nhợ, thì nó sẽ còn có một cái nghĩa nữa, nó sẽ bằng với cái từ đó là từ cancel nhợ, nó sẽ bằng với từ cancel nghĩa là gì? Hủy bỏ, đúng không ạ? Vậy thì với câu gì là chúng tôi phải hủy bỏ cái kế hoạch đó khi tôi mất việc. Vậy thì với cái câu số 21 cô chọn được ý A, được không ạ? Đấy nhá. Nghe cô nói này, với cái từ sau, với cái từ đó là từ với cái từ scratch nhá. Ngoài cái nghĩa chính ra, nghĩa là mời, nghĩa là rũa móng tay ra, đúng không ạ? Thì nó sẽ còn có nghĩa nữa là hủy bỏ một cái kế hoạch nào đấy nhá. Vậy thì ở trong cái ngữ cảnh câu này thì cô sẽ dùng nó với nghĩa là hủy bỏ, được không ạ? Nhá. Vậy thì ở đây cô sẽ chọn được ý A luôn. Nghe này, này cô nghĩa là cào, nghĩa là cấu nữa, đúng không ạ? Nghe này, nghĩa là cào cấu, mài rũa móng tay, cào cấu. Nghĩa là cào này, nghĩa là cấu này, đúng không ạ? Nghĩa là mài rũa móng tay này, nghĩa là hủy bỏ kế hoạch. Nhá. Vậy thì với cái câu số 21 này cô chọn được ý A rồi, không xét những phần kia nữa nhé. Thực ra thì em tưởng tượng là ở trong cái đề thi chính thức của bộ ấy ạ, bộ sẽ cho một số, thực ra là chỉ có một số từ có thể áp dụng được với cái lết nghĩa nâng cao thôi. Và cô nhớ không nhầm thì cô Trang đã đăng những cái nhóm từ vựng nâng cao đấy rồi. Trong ngày hôm nay cô Trang sẽ đăng tiếp một cái nhóm cũng thuộc cái nhóm từ vựng nâng cao, mà đoán theo cái hướng ra đề của bộ, đó là một số cái động từ đi với cái đại từ phản thân có những cái lết nghĩa nâng cao. Cái này nó sẽ là cái đề thi, nghĩa là cái những cái dạng câu hỏi đấy là có trong đề thi chính thức 35 liên tiếp của bộ rồi nhá. Trong hôm nay cô Trang Anh sẽ đăng cho các bạn, các bạn nhớ học cho cô thêm cái phần đó nữa. Rồi, với cái câu số 22 này,
Cả bốn từ này của chúng ta đều mang nghĩa là phá hủy. Có cần cô trai nhắc lại mấy cái từ này không ạ? Thôi nhá, không cần nhắc lại đâu, tốn thời gian, đúng không ạ? Những cái từ trong cái nhóm từ phá hủy này, cô trai anh đã làm video bổ trợ trong cái phần chuyên đề từ cùng trường nghĩa rồi nhá. Và đây cũng là một cái nhóm từ rất là thông dụng, có khả năng thi vào, lưu ý cho cô. Bây giờ em cứ tưởng tượng cho cô như sau này. Em học, bây giờ các bạn bảo cô là ôi dồi, 50 từ của 50 cái nhóm từ cùng trường nghĩa của cô em học làm sao kịp. Thực ra thì không phải là bây giờ cô ấy tung cho em 50 nhóm từ cùng trường nghĩa đó, mà cô Trang Anh đã tung từ lâu rồi, đúng không ạ? Mà cô Trang Anh đã chia sẻ cho em cả một cái danh sách những cái nhóm từ đó rồi. Nghĩa là chúng ta sẽ phải học từ trước chứ không phải bây giờ mới học. Thế còn nếu mà bạn nào bây giờ mới học thì nhìn cho cô trong cái nhóm 50 từ, nhìn cho cô cái nhóm 50 từ cùng trường nghĩa đấy, xem cho cô là cái từ nào, mình đoán xem là cứ cái từ nào mà phổ thông nhất thì chắc chắn là bộ sẽ ra vào. Dạ, bởi vì là cô đã bảo với em là cái phần từ cùng trường nghĩa này á, là chắc chắn là bộ sẽ cho em những cái từ phổ thông, là những từ em phải biết. Phải biết thì mới phân biệt được sự khác nhau giữa chúng chứ. Đúng nhá. Với cái câu số 2, cô thấy các bạn có vẻ chán rồi, cô chữa nhanh nhé. Đây này, cái kiểu trong đề thi của bộ nó kiểu như câu 2 này. Đó là một động từ đi với đại từ phản thân nhá. Với cái câu số 2, chợ khi mà tôi cảm giác làm sao, dịch nghĩa cho cô cái câu này. Mình phải cần có ngữ cảnh thì mình mới chọn được từ. Được không ạ? Rồi xem nào, với cái câu này cô có một cái tính từ sau. Với cái từ miserable nghĩa là gì? Khốn khổ, khổ sở, đúng không ạ? Nhá. Với cái từ miserable nghĩa là khốn khổ, khổ sở, nghĩa là không vui. Vậy là khi mà tôi cảm thấy không vui, đúng không ạ? Thì tôi đi mua sắm và làm sao bản thân mình với một vài bộ váy mới luôn khiến cho tôi cảm thấy khá hơn. Như cô ấy, khi mà tôi cảm thấy không vui thì tôi thường đi mua sắm và làm sao bản thân mình. Một vài cái bộ váy mới có thể khiến cho tôi cảm thấy khá hơn. Cái câu này dễ này. Với cái câu này chúng ta có thể đoán nghĩa được. Thì cô sẽ có như sau này. Đây, đợi cô một xíu, cô chiếu luôn. Bây giờ đằng nào chúng ta cũng còn khá nhiều thời gian mà, đúng không? Mình không có gì phải vội cả. Bởi vì hôm nay cô mục tiêu cái thời gian học của mình đó là 1 tiếng, mà cô đã dùng hết 1 tiếng của em đâu, đúng không? Nên là đợi cô một xíu để cô chữa cho nó sâu nhá. Chợ 294, đợi cô một xíu, cô sẽ chiếu cái trang 294 cho em này. Xem cho cô này. Tìm hiểu cho cô sự khác biệt giữa những cái từ trong nhóm từ này. Chợ, với cái từ đầu tiên mà em phải lưu ý cho cô, đó chính là cái động từ. Với động từ destroy nghĩa là gì? Nghĩa là làm cho một cái gì đó hư hại đến mức không còn dùng được nữa hoặc không còn tồn tại nữa. Vậy ở đây này, tôi chán là tôi đi mua sắm, vậy thì tôi sẽ phải luông chiều bản thân mình chứ không phải tôi hủy hoại bản thân mình. Nên là cô sẽ bỏ được ý C ngay từ đầu, được không ạ? Tiếp này cô sẽ xét đến xem cái anh ý B có được không. Ý B cô có từ sao? Với cái từ là damage nghĩa là gì? Chứ với từ damage nghĩa là gây hư hại hoặc làm hỏng điều gì đó, có tác động xấu, đúng không ạ? Gây hại tới ai, tới cái gì. Vậy nếu mà em chọn ý B thì cô sẽ dịch là làm hại bản thân mình. Vậy để ý B của cô cũng không được nhá. Bây giờ cô sẽ còn ý A và ý D. Thì cô sẽ xét ý D này, ý D với cái từ sau. Với cái từ spoil nghĩa là gì? Ngoài cái nghĩa là biến một cái gì đó từ tốt thành xấu, không còn, biến một cái gì đó thành một cái thứ không còn hấp dẫn, không còn hữu ích nữa, thì nó còn nghĩa là làm hư hỏng, đúng không ạ? Làm cho một đứa trẻ hư hỏng bằng cách cho chúng bất cứ cái gì mà chúng muốn nhá. Vậy thì ở trong cái ngữ cảnh của câu này, nhờ chúng ta sẽ có như sau này. Nhờ cô có cái từ spoil, nhờ ghép với cái từ oneself nghĩa là gì? Nghĩa là làm hư bản thân mình, tức là luông chiều bản thân mình nhá. Vậy thì với cái câu số 2 này, cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý D nhá, được không ạ? Được chưa? Nghĩa này, đúng cái cấu trúc của nó thì nó sẽ nghĩa là làm cho ai đó vui bằng cách làm một cái gì đó đặc biệt, được không ạ? Mang nghĩa là an ủi bản thân mình, mang nghĩa là luông chiều bản thân mình. Xong câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 23. Chợ với cái câu số 23, cố cho cô 2 câu nữa thôi. Chợ với cái câu này chúng ta sẽ căn cứ bằng từ sau này. Căn cứ bằng cái từ đó là từ. Với cái từ plot nghĩa là cốt truyện. Dịch là khi mà cốt truyện làm sao thì chúng tôi dần dần nhận ra rằng tất cả những cái giả định ban đầu của tôi đều là sai cả. Khi mà cốt truyện làm sao thì bạn dần dần nhận rằng tất cả những cái giả định ban đầu của bạn, đúng không ạ, đều bị sai cả. Chợ khi mà cái tình tiết làm sao, có thể dịch là cốt truyện, có thể dịch là tình tiết cũng được nhá. Ok, lâu lắm cô mới gặp bạn bé xoài nhá, có những cái gương mặt mà lâu lắm cô mới gặp lại. Em nhớ cho cô như sau này, ngoài cái buổi hỗ trợ hôm nay của cô ra thì cô sẽ có một cái lịch nhớ này,
21:30 tối mai thi thử nhá. Tối mai, tối chủ nhật nhá, chúng ta sẽ thi thử, thi thử lần cuối, nhớ cái chữ lần cuối này nhá, của 2K4. Ngoài ra cô còn một cái buổi tủ sâu thứ 15, hôm nay mới là buổi 14 đúng không ạ? Buổi 15 cô sẽ hỗ trợ em vào lúc 11 giờ nhá, của ngày thứ 6 tuần sau. Tức là buổi chiều thứ 6 tuần sau mình sẽ thi tiếng Anh, thì buổi trưa cô cho anh sẽ live stream nhờ hỗ trợ, nhờ mang tính chính chất là gọi là chốt lại một số vấn đề trước thi. Đó, và cái buổi này chịu khó. Chịu khó coi như cái buổi là chúng ta tổng ôn tập lại, chịu khó dành thời gian về ăn cơm sớm nhanh vội vàng, ăn cơm mau lẹ giúp cô thì chúng ta sẽ vào học. Nhờ đảm bảo rằng là cái chương trình này cô cho anh duy trì các năm rồi chứ không phải năm nay là đầu tiên. Chợ và đảm bảo rằng là những cái gì mà cô giảng cái buổi sáng hôm đấy rất là ngấm vào thi, là có thể sẽ khoanh nhanh được. Yeah. Rồi cô quay lại với cái câu số 23 của chúng ta này. Với cái câu số 23 cô có cái động từ sau với động từ là, với động từ unfold nghĩa là gì? Yeah. Với cái anh unfold nghĩa là gì? Nghĩa là mở. Chưa? Nhá. Yeah. Ngoài với cái nghĩa là mở ra, nghĩa nó còn nghĩa là công bố. Đúng không ạ? Nghĩa là khiến cho cái gì đó được mọi người biết đến. Vậy thì với cái câu này nhá, thì cô dịch là khi mà cái tình tiết đó được mở ra, được công bố, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ chọn được 23 của chúng ta là ý A. Chờ xong câu số 23, chuyển cô sang câu số 24. Chờ chúng ta sẽ có với câu từ là chúng tôi luôn cố gắng làm sao khách hàng với cái sự hỗ trợ về tài chính nếu có thể. Chờ với cái câu số 24, cô sẽ xét nghĩa của từng anh một này. Chờ cô sẽ có ý A với cái động từ sau. Với cái anh là inhabit, nghĩa là gì? Nghĩa là định cư, nghĩa là sống ở một nơi nào đó. Nhớ, nhớ cho cô này. Với từ inhabit, nghĩa là sống, định cư ở một nơi nào đó. Và nó có đúng một nghĩa đó thôi, nên cô sẽ không chọn ý A. Nhớ ạ. Thế này cô sẽ có ý B của chúng ta với cái từ sau. Với từ reside, nghĩa là gì? Cũng có nghĩa là sống ở một cái nơi nào đó, giống như từ inhabit. Đó, vậy thì cô sẽ không chọn ý B nhá. Nhớ đây cô này, B với C của chúng ta bằng nhau. Đó ạ, nhớ cho cô như sau. Với cái từ đó là từ inhabit nhá. Với cái anh là inhabit something nhá, thì nó sẽ bằng với cái ý B, đó chính là từ nhá. Nó sẽ bằng với cái từ đó là từ reside nhá. Nó đằng sau nó sẽ cộng với giới từ chợ hoặc là trạm từ nhá. Thế còn anh này cô là cộng với tân ngữ. Nhớ sự khác nhau giữa hai cái này. Mặc dù nó giống nhau về nghĩa là sống, là định cư, nhưng nó sẽ khác nhau. Nhớ, nhớ câu sau này. Với cái từ reside, đằng sau nó sẽ cộng với giới từ hoặc trạng từ. Nhớ. Thế còn với cái từ, nhớ, với cái từ đó là từ inhabit, thì anh này cô nó sẽ đến thẳng something, tức là nó sẽ không có giới từ đi kèm. Với cái anh là inhabit, không có giới từ đi kèm. Nhớ sự khác nhau giữa hai này nhé. Và cả hai từ này đều nghĩa là sống, là định cư, nó không phù hợp với ngữ cảnh của câu này rồi. Thì cô sẽ xét đến cái ý C của nó. Nhớ. Với cái phần này thì ở cái khóa sau, nói chung là cái khóa này cô cho anh có lỗi với 2K4 là không, cô không cho các bạn ôn ngay từ đầu. Nhờ thì rút kinh nghiệm ở cái khóa sau là cái khóa 2K5, 2K6 này, cô sẽ cho các bé ôn cái phần từ vựng nâng cao và từ vựng trừ nghĩa ngay từ đầu. Chứ nếu mà em ôn trong suốt một năm ấy, thì đến lúc đến giai đoạn này thì em sẽ thấy là những cái phần này chúng ta làm ngon, đúng không ạ? Rất là đơn giản, thậm chí còn thích phần này đằng khác ấy. Rồi với cái câu ý C chúng ta sẽ có như sau này. Với cái từ accommodate nghĩa là gì? Nhờ, với cái từ accommodate nghĩa là gì? Nghĩa là cung cấp chỗ ở cho ai đó. Nhờ, ngoài cái nghĩa là cung cấp chỗ ở cho ai đó ra, chưa? Thì chúng ta sẽ còn cái cấu trúc đó là accommodate somebody with something, nghĩa là giúp ai đó bằng cách làm cái gì đó họ muốn. Nhờ, chưa? Hoặc là nó sẽ còn có cái nghĩa nữa, nó là gì đấy ạ? Nhờ chúng ta sẽ có là với câu dịch là xem là từ thứ nhất với cái này gì là chúng tôi luôn cố gắng, đúng không ạ? Chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ khách hàng của mình với cái sự hỗ trợ tài chính nếu cần thiết. Vậy thì ở đây cô sẽ dùng nó với nghĩa là giúp ai đó bằng cách làm cái gì đó họ muốn. Nhờ vậy thì với cái câu số 24 này cô chọn được đáp án của câu đấy là ý C, đó ạ? Với cái nghĩa là giúp đỡ, được không ạ? Xong chưa? Ok. Xong chưa? Ok. Em thân mến, vậy thì với cái phần nội dung mà cô cho anh vừa hỗ trợ các bạn ấy, các bạn có thắc mắc với cái câu nào không? Để cô cho anh sẽ giải đáp cho em ạ. Nhớ. Ok. Ok. Em thân
thân mến, với cái phần nội dung mà cô cho anh vừa chữa này, các bạn có thắc mắc gì không ạ? Ok. Em ơi, với cái nội dung mà cô cho anh vừa chữa này, em có thắc mắc gì không ạ? Ok, nếu mà các bạn không có thắc mắc gì nữa thì cô cho anh xin phép dừng livestream ở đây nhé. Bạn quyết tâm 27 cộng để đỗ đại học ơi. Thực ra thì cô cho anh không phải là người ra đề. Chả, cô là người luyện thi thôi. Nên là những cái mà cô đưa vào cái chương trình tủ ấy là những cái mà gọi là tủ bằng cái kinh nghiệm luyện thi của cô và bằng cái sự dự đoán của cô nhá. Nói chung là năm nay cô thử tủ, cô tủ 100% mà phần nào cũng tủ cả, kể cả thánh ngữ cũng tủ, đúng không ạ? Thì nói chung là trong cái số 100% cô tủ đấy chắc chắn nó sẽ không trúng được 100% đâu, mà chắc nó sẽ còn trúng khoảng 80-90%, mà 80-90% là ổn rồi, đúng không ạ? Thế còn phần còn lại nó sẽ tùy thuộc vào cái sự luôn của các bạn nhé, được không ạ? Rồi, bạn nhớ cho cô như sau này, chúng ta hôm nay chưa phải là buổi cuối nên cô chưa nói lời tạm biệt với 2K4. 2K4 nhớ là chúng ta sẽ còn hai lịch hẹn với nhau là 21:30 tối mai thi thử lần cuối. Nhớ là cái bài thi thử lần cuối đấy, cô cho anh sẽ không ra đề lừa nữa đâu ạ. Cô sẽ ra đề như đề thi thật với mức độ như vậy thôi, để em đánh giá được là trong một chặng đường dài hơn một năm mình ôn luyện rồi, đến giờ phút này em đạt được mức độ bao nhiêu. Nhớ là làm nghiêm túc như thi thật để xem rằng là mình đã tới cái mức nào rồi, được không ạ? Rồi, nhớ cho cô là sáng thứ 6 tuần sau, cô nhớ là cái lịch thi của em là mùng 8 tháng 7 đúng không ạ? Sáng thứ 6 tuần sau thì sau khi em thi cái môn buổi sáng về ấy, cố gắng về nhanh, ăn cơm nhanh, 11 giờ trưa và học với cô. Tại sao cô lại chọn cái lịch là 11 giờ trưa? Bởi vì là cô căn cái thời điểm đó thì kể cả những bạn mà đi học xa ấy, tức là một cái quãng đường xa thì bạn vẫn kịp về nhà rồi. Thì 11 giờ trưa hôm đấy cô sẽ hỗ trợ em khoảng thời gian 30 phút thôi, 30-45 phút thôi. Cô sẽ chốt lại một số vấn đề trước thi nhá. Ok, tạm biệt các bạn.